Da của em trở nên trẻ hơn rồi. Mia, em không được dùng đồ trang điểm của chị. Em đã phá hủy mọi thứ. Wow, đồ trang điểm. Mia, em không thể nào dùng hết đồ trang điểm được. Nó rất có hại cho làn da của em đấy. Em không biết. Ôi. Mia, em không thể dùng đồ trang điểm này được. Đây là đồ trang điểm dị ứng đấy. Em không biết. Môi son. Dùng đồ trang điểm của chị. Em đã phá hủy mọi thứ. Oops. Không được lấy đồ trang điểm của chị gái. Xin lỗi. Hả, nhìn nè. Trang điểm. Mia, em làm sao có thể dùng nhiều đồ trang điểm được? Xin lỗi, em không biết. Em phải thật cẩn thận với làn da của trẻ con. Mia, tại sao em ăn đồ trang điểm vậy? Nó là thật mà. Em không được ăn đồ trang điểm thật đâu nha. Ok. Mia, em không được dùng đồ trang điểm cho người lớn. Da của em trở nên trẻ hơn rồi. Em nhìn như trẻ con đấy. Ôi, đi rửa mặt của em đi. Hãy cùng đi ra cửa hàng và mua đồ trang điểm cho em nào. An toàn là ưu tiên nhất. Không, đây là đồ trang điểm dành cho người lớn. Mình cần cái khác. Đây Mia, cái này dành cho trẻ con này.
Chọn một cái đi. Đồ trang điểm này không dị ứng. Đồ trang điểm này dành cho trẻ con. Đồ trang điểm không dành cho người già. Đồ trang điểm không ăn được đâu nhé. Nên cẩn thận khi chọn đồ trang điểm. Không không không, là con gái thì phải biết trang điểm một chút. Ngon ngon, ngon quá. Mia, con gái không nên như vậy. Em phải rửa mặt của em. Em không muốn. Là con gái phải rửa mặt mỗi ngày. Không, 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 con gái không được như vậy. Quy tắc quan trọng nhất của con gái là luôn luôn cắt móng tay. Yes. Tóc của em bị làm sao vậy? Ôi dù, 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 dù. Bạn cần phải gội đầu. Quy tắc tiếp theo của con gái là phải thường xuyên chải đầu. Tốt lắm, tốt lắm. Wow! Sẵn sàng rồi. Oh, no! Không không không, là con gái thì phải biết trang điểm một chút. Nó là một quy tắc cũng cực kỳ quan trọng. Và hãy bôi hết mấy cái này đi. Nó là một quy tắc cực kỳ quan trọng. Đợi nhé. À ha. Không 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 không, Mia. Một quy tắc khá quan trọng nữa là phải ăn đồ tốt cho sức khỏe giống như salad và uống nước lọc. Làm sao vậy? Quy tắc quan trọng tiếp theo đó là con gái phải biết giữ tư thế. Thẳng lưng lên. Em phải giữ tư thế như thế này. Nó rất là dễ. Nhìn nè. Ơ, Mia, em cũng cần phải đọc sách đấy. Nó rất là quan trọng nha. Hello. Là con gái thì phải thông minh và xinh xắn. Đi đọc sách nào.